hết tiền là xuống xe thôi. Ở thôn cái khủng nhất đấy. Hai nhà còn như nhà cũ nhà. Hay đấy là lán của họ ấy. Nhà. Nhà người Mông à. Nhà như thế á? Ừ. Nghèo thế cửa. Nghèo. Hơn cả Đán Dầu này. Nghèo hơn Đán Dầu. Hơn Đán Dầu 2. Nghèo như Đán Dầu 2. Như Đán Dầu 2. Nhà còn nhỏ hơn. Nhà nhỏ hơn á. Nhưng mà Đán Dầu 2 với có người giàu. Mà trưởng thôn cắt tóc nào mà đứt be bét hết cả ở tai ra rồi đấy. Hả? Máu chảy be bét ra luôn. Cạo à? Cạo à? Cạo bằng dao à? Không, cạo bằng lưỡi. Lưỡi dao á? À? Ai cạo cho? Thợ cắt tóc. Cắt tóc thế không giả tiền. Mình trả đến rồi. Giới thiệu các bạn đây là trưởng thôn Đán Dầu 2 này. Đán Dầu. Đán Dầu à, Đán Dầu chứ. Đán Dầu 1. Đán Dầu. Đán Dầu người ta gọi chung là Đán Dầu thôi. Đán Dầu. Lúc có đội 1 đội 2. Gọi là Đán Dầu 2 là ở trên. Còn chung ở đây trong địa giới hành chính là chỉ có một thôn là thôn Đán Dầu thôi. Cao hơn. Nó ở tầng thế ở trên đấy trước là cũng dân mình ở đây di lên đấy thôi. Làm dân ở đấy nó ở từ đấy. À, ở từ đời nào rồi. Đấy. Đời nào. Thế cả. Họ ở đấy rồi chứ. Ông già ấy, mình bỏ cái chuối lên sang xe đi. Bỏ chuối chặt đi, chặt xong cho. Mang lấy đi. À, Trường ơi. Anh Trường lấy cái áo. Cảm ơn. Cái ở đâu trưởng thôn vẫn để chở xuống cao xe không? Đủ rồi. Thế trưởng thôn rồi nhá. Em có đi đủ xe vào thôi. Rồi chuẩn bị đi về đấy các bạn. Về nhà anh Nguyễn Tất Thắng. Lúc trẻ anh. Bây giờ lại mỗi ông một điện thoại xong rồi ngồi. Lại sửa video. Mới chuyện. Còn vợ Thắng thì xem thời sự nhá.